hãy uống ngay trà xanh Trung Độ, được làm từ trà Thái Nguyên, dầu ECCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin COVID sáng ngày 15 tháng 8 của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 265.464 ca COVID-19, gần 97.000 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi, hơn 13,7 triệu liều vaccine đã tiêm chủng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 265.464 ca mắc COVID-19. Có 5 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình. Có 7 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 144.770, Bình Dương 41.621, Long An 13.885, Đồng Nai 13.070, Bắc Giang 5.794. Về điều trị, có 4.247 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 14 tháng 8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 96.985 ca. Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 13,7 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là trên 12,5 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 1,2 triệu liều. Còn tại tỉnh Bình Phước, theo thông báo số 1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính đến 6 giờ sáng nay ngày 15 tháng 8, Bình Phước ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 đã được cách ly trước đó. Cụ thể, huyện Hấn Quảng 1 ca, có địa chỉ ấp Bào Ten, xã Quang Minh, huyện Chân Thành, test nhanh dương tính tại phòng khám Tâm An Phước, huyện Hấn Quảng. Huyện Bù Gia Mập 1 ca tại thôn Bình Giai, xã Phước Minh, về từ Đồng Nai ngày 29 tháng 7 năm 2021. Huyện Chân Thành 1 ca tái dương tính ở ấp Đồng Tâm, xã Thành Tâm, từng điều trị bệnh tại Bình Dương, xuất viện ngày 13 tháng 8 năm 2021, được cách ly tập trung tại Chân Thành. Như vậy, tính đến hiện tại, Bình Phước có tổng số 302 ca mắc COVID-19, gồm Đồng Phú 58 ca, Bù Gia Mập 49, Đồng Xoài 39, Hấn Quảng 36, Chân Thành 34, Phước Long 22, Bù Đăng 17, Lộc Ninh 17, Bình Long 14, Bù Đốt 11 và Phú Riềng 5. Đến nay, toàn tỉnh cũng đã có 132 ca được khỏi bệnh, xuất viện về nhà. Thưa quý vị, theo kết quả xét nghiệm từ CDC tỉnh, lúc 17 giờ 30 phút hôm qua 14 tháng 8, thị xã Bình Long ghi nhận thêm 1 ca F0 ngoài cộng đồng. Đó là trường hợp làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại vận tải Minh Long, địa chỉ tổ 4 ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long. Theo điều tra dịch tễ, ngày 8 tháng 8, trường hợp này về nhà tại khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến sáng ngày 9 tháng 8, có ghé chợ Đồn Biên Hòa, Đồng Nai mua đồ, có tiếp xúc với 3 người. Sau đó đi xe riêng lên làm việc tại công ty ở xã Thanh Lương cho đến nay. Trong quá trình làm việc, trường hợp này đã tiếp xúc với các tài xế và nhân viên của công ty, tổng cộng 22 người. Sáng ngày 14 tháng 8, trường hợp này đến phòng khám đa khoa Bình Long, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, test nhanh COVID-19, cho kết quả 2 lần dương tính. Ngay khi có thông tin từ phòng khám, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã chỉ đạo đội phản ứng nhanh tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực phòng khám đa khoa và lấy mẫu gửi CDC tỉnh xét nghiệm PCR, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đội phản ứng nhanh thị xã cũng đã tiến hành phong tỏa trụ sở công ty, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ đối với các trường hợp là F1 của ca bệnh. Thị xã đã truy vết được 22 F1 tại Bình Long. Các F1 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1. Đồng thời thông báo cho các địa phương có người tiếp xúc gần với ca bệnh để tiếp tục truy vết. Với quyết tâm thu hẹp các vùng đỏ, mở rộng và bảo vệ vững chắc vùng xanh, tiến tới dập dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa ban hành công văn số 3744 về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 25 tháng 8 đối với 5 địa phương gồm thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, Tây Hòa và huyện Tuy An. Đối với 4 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu, áp dụng giãn cách theo chỉ thị 15. Diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Phú Yên đang rất phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng, đặc biệt một số ổ dịch liên quan đến người từ các vùng dịch trở về địa phương và một số ổ dịch chưa xác định được nguồn lây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn thay đổi các biện pháp phòng chống dịch, trong đó triển khai chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và siết chặt một số biện pháp phòng chống dịch đối với thành phố Buôn Ma Thuột. Thời gian bắt đầu là từ 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Dừng tất cả hoạt động nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các hoạt động giáo dục và đào tạo, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Đối với các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, không được phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang đi. Dừng tất cả các chợ tự phát và hoạt động buôn bán vỉa hè. Kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Trước đó, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành phương án số 187 đáp ứng oxy y tế trong tình huống có 40.000 người bệnh COVID-19 trên địa bàn. Phương án thực hiện theo 3 giai đoạn gồm giai đoạn đáp ứng tình huống 10.000 ca mắc COVID-19, giai đoạn 20.000 ca và giai đoạn 40.000 ca. Trên cơ sở phân loại người bệnh theo mức độ bệnh được Bộ Y tế ban hành, sẽ phân chia các cơ sở thu dung điều trị, gồm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân vừa, cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch, cần điều trị hồi sức tích cực, cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 không có triệu chứng và nhẹ. Việc điều phối oxy y tế đến các cơ sở thu dung điều trị trong từng thời điểm, căn cứ vào việc sử dụng thực tế tại các cơ sở được phân công thu dung điều trị. Thưa quý vị, trong 2 ngày qua, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng tốc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn thành phố. Bên cạnh 19 đội tiêm vaccine đã được tổ chức hoàn chỉnh, độc lập với lực lượng lấy mẫu xét nghiệm, thành phố Vũng Tàu còn lập thêm 9 đội tiêm để bổ sung vào lực lượng tiêm. Nhân viên y tế trong 9 đội tiêm bổ sung được thành phố Vũng Tàu huy động và đề nghị hỗ trợ từ lực lượng y tế tư nhân, Bệnh viện Vũng Tàu, Bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm Y tế Vietso Petro, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và huyện Châu Đức. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 của thành phố Vũng Tàu đảm bảo thứ tự ưu tiên đúng đối tượng. Riêng 19 đội tiêm của thành phố Vũng Tàu được chia làm 3 ca tiêm mỗi ngày để tăng tốc đảm bảo tiêm dứt điểm lượng vaccine được tỉnh phân giao về mỗi đợt. Thưa quý vị, trong hơn một tháng qua, gia đình chị Đặng Thanh Trúc ở ấp 2 thị trấn Chân Thành, huyện Chân Thành đã thể hiện một nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng trong đại dịch COVID-19. Gia đình chị đã hỗ trợ gửi tặng hàng chục tấn mang tre đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch và hàng trăm hộ dân, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện để làm thực phẩm cải thiện bữa ăn gia đình. Với diện tích 4 hecta tre lấy măng, cứ 2 đến 3 ngày, gia đình chị Trúc thu hoạch về hàng tấn măng. Tất cả số măng này được các hội đoàn thể địa phương liên hệ và vận chuyển phân phát miễn phí đến các hộ dân gặp khó khăn, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Của ít lòng nhiều, mình có gì thì góp đó để chung tay cùng với mọi người để mà vượt qua cái cơn đại dịch này. Thì mỗi ngày thì mình đều sẵn rồi mình chở ủy ban, rồi chút cũng đi những cái khu công nghiệp Minh Hưng, rồi những cái nơi mà có những cái nhà trọ đó thì chút sẽ gửi xuống rồi mọi người có đích đích ăn để mình lấy tấm lòng của mình thôi. Mình muốn động viên cho bà con vượt qua những cái cơn đại dịch này. Thấu hiểu được hoàn cảnh của nhiều hộ dân, công nhân, lao động đang ở các nhà trọ rất khó khăn, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch. Hơn một tháng qua, gia đình chị Trúc đã gửi tặng hàng chục tấn măng tươi cho người dân trong huyện và những vùng khó khăn trong tỉnh để làm thực phẩm, cải thiện bữa ăn hàng ngày. Hiện nay, gia đình chị Trúc vẫn tiếp tục thực hiện việc làm ý nghĩa này. Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề về rau củ quả, lương thực thực phẩm. Thì có rất nhiều nhà mạnh thường quân đã tài trợ và ủng hộ cho bà con trên địa bàn thị trấn. Nhưng đó thì đặc biệt là có gia đình chị Trúc, đây là một cái gương điển hình. Thì qua đây thì cũng mong rằng cũng sẽ có thêm nhiều cái gương điển hình như gia đình chị Trúc để cùng với địa phương hỗ trợ cho bà con, để bà con cũng vượt qua cái khó khăn để phòng chống dịch được tốt hơn. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sự hỗ trợ của gia đình chị Trúc là việc làm thiết thực, ấm áp tình người, đáng được lan tỏa, nhân lên những hành động đẹp,
góp phần cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến đây, bản tin COVID sáng của Truyền hình Bình Phước xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hãy uống ngay trà xanh Trung Độ, được làm từ trà thái nguyên dầu ECCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.